chào mừng mọi người đã quay trở lại với Cubin Vlog Bling Bling. Còn đây là Trung Huy. Chào mọi người. Hết rồi hả? Chào mình đi. Thì xin chào mọi người, mình tên là Trung Huy. Hôm nay rất vui được đến với Cubin Vlog Bling Bling. Lại nhạt nhẽo rồi. Và ngày hôm nay Vicky và Trung Huy sẽ thực hiện thử thách che mắt để make up cho Trung Huy nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử thách nha. Và Vicky sẽ là người bị che mắt để make up cho Trung Huy. Che mắt thì Vicky sẽ dùng cái này để che mắt người ha. Cái này đi. Còn Huy thì phải đội đeo băng đô lên để dính mắt lên đúng không? Nó make up được. Cái này màu đỏ nè. Ok. Còn này Vicky sẽ làm được mắt. Rồi. Đừng có nước. Thôi mình biến thái quá. Ngoan. Không biết được ra cái con gì. Bên rung tay quá. Thôi lẹ đi, qua cái khúc này đi. Cái này bên là người họa sĩ make up. Nghệ sĩ make up thì bên tự làm cho khách. Tóc dài quá luôn, cắt tóc ra đi để tóc dài giống thằng khùng quá à. Khùng hả? Không, tóc có kiếm. Ôi, giống khùng quá à. Ok, bắt đầu nha. Rồi, ok, bây giờ Huy sẽ chọn lại là bánh cúp để biết không biết ở đâu. Chọn là bánh cúp nè. Trộn quá. Trộn. Rồi, ok, bây giờ mình biết một hồi ba bánh cúp nha. 1, 2, 3. Này là đồ của mình xài, mình quen cảm giác rồi. Để mình chọn cái hộp nào. Đúng ngay chắc hộp này luôn, nên là hộp kem nền chắc luôn. Chỗ móc nó nằm đâu đấy, cái chỗ mở. Rồi, ok, nhưng mà đây là tông kem nền của Vicky, nên không biết là lên mặt của Huy sẽ như thế nào. Ok, bắt cúp một tay thôi nha, một tay thôi. Không, vậy mới hay chứ, làm sao hai tay được. Đã che mắt rồi, thử thách gì nhiều vậy. Thôi, thử thách bây giờ một tay trước đi. Cái mặt đâu? Đấy nè, chứ đâu, một tay à. Một tay, ok à. Thôi, mình sẽ tìm cảm giác được, từ từ đi. Bước lại nha, ghế trống rồi nha. Đây nè. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ủa, chạy luôn, thôi không thoát được nữa. Mặt tôi trong đây. Đang vui. Ngồi yên. Vô mắt bây giờ, nhắm mắt lại đi, vô mắt bây giờ. Lấy tay nha. Xong rồi là lát hồi tôi ịt lên trên áo nha. Ịt lên trên áo là không được, xin lỗi, mới chọc cho mũi đúng không? Đúng rồi, chọc đủ lưới chọc luôn á, nãy giờ luôn á. Chắc là chưa xong kem nền đâu, tại vì mặt hồi thì cảm thấy đủ. Còn mày đánh thì chưa thấy bố gì hết. Mày mặt qua đây, tôi biết nha. Trời ơi, cái gì vậy, tán mặt. Tới đó là đừng có phá. Rồi lát hồi tôi không thấy được tôi mơ là tán cái mặt thiệt luôn á. Rồi. Rồi nha, giờ sẽ che khuyết điểm nha, che khuyết điểm xong rồi. Tại vì á Huy là hay có tài gian nhỏ đúng không? Thì mình sẽ che khuyết điểm nha. Tôi quay lại đây nha. Rồi vô nè. NANI?! Bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Cái mặt. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái mặt đâu? Đây nè. Có muốn đánh cái mặt không? Hay là muốn tới mày? Ủa cái này là... Chính điểm đó.
kèm kiểu cái điện á. Em cẩn thận nha, chọc cái mắt chết luôn á, đừng phá nha. Rồi. Ủa tiểu điểm che luôn con mắt vậy? Em rờ mắt ở đâu để tránh ra. Ủa, nhưng mà không thấy được làm sao thấy khuyết điểm của người ta để mình che? Tại vì biết là nó nằm ngay dưới mắt. Che khuyết điểm kiểu như là vụn thâm hay là tàn nhang dưới mắt nè. Thì thường là che để chứ che đâu. Yên coi lắc chọt con mắt bây giờ. Trời ơi, cái gì vậy? Đâu vậy? Che luôn cái lỗ mũi nữa. Mày Yên để định hình của ai đó. Thay nhưng mà giờ biết khuyết điểm ở đâu nữa không? Không. Hết khuyết điểm rồi. Hết rồi nè. Nó cái nhỏ nhỏ nhẹ nhàng nhưng mà thôi. Ok. Không nói lớn đâu, không mọi người biết. Hết chưa? Hết rồi. Giờ tới phấn nha, phấn phủ nha. Sao hái vậy? Gì cũng biết chứ vậy? Đụng vô một cái là biết liền à. Nó đụng chú gì vậy? Tình tình. Rồi nha, bây giờ tiếp theo là sẽ phủ phấn bột nữa. Cái này mới là phủ phấn nén thôi, và phủ thêm phấn bột nữa cho nó đều. Nè. Nén ra, đừng có đưa gì bậy bạ cho tôi. Đây. Đây có gì đâu bị bạ. Phấn bột là phải có cái cọ. Này cái cọ to nhất của mình. Cái này nó chừng lấu tay với bột tăng ra ngoài luôn á. Trời ơi cái mắt cúp chứ không phải là làm bánh. Lấy bột gì. Trọt vô miệng rồi tôi ăn cái cọ. Tôi ăn nhai luôn cái cọ. Đã nói là ngồi yên đừng có manh động mà. Rồi ok ngồi yên. Rồi giờ mình sẽ tới là kẻ lông mày đi. Ngồi yên nha. Cái lông mày kiểu gì? Hả? Cái lông mày kiểu gì? Mày lá liễu. Mày lá liễu là sao? Mỏng lé thôi, phải cạo bớt hả? Thôi chứ mày bự, chứ mày tướng đi. Chứ mày tướng đi. Ờ đúng rồi, chứ mày tướng đi. Ai ai cái đó cái đó bắt tướng rồi cái đó ai Nguyễn được cái nhá, nhíu 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 là sai chỗ. Để tôi dễ lắm, tại vì không có thấy đồ cho nên biết thế nào cũng sai, nhưng mà nó phải nó gần gần tương đối là được, đúng không? Đúng rồi. Dựng dựng lông ở đầu lông mày. dựng lông đầu. Đừng có nhéo để tôi vẽ cái lông đầu coi. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ vẽ sống mũi ha. Vẽ sống mũi đi. Cọ vẽ sống mũi thôi. Đúng rồi, cây này, nắm ta. Cây này đi. Muốn nắm sống mũi. Sống mũi dâu chứ gì, cây mũi. Đánh hay. Tại vì cái cây kia đâu không biết nữa, nó đại nó tạm thôi, thôi kệ đi, con trai mà cũng bự chứ đâu sao đâu. Nó là mũi rồng hay gì? Để yên nha, cái này là có mũi phải kẻ thẳng được rồi, có làm rồi. Giận luôn. Ok, dẫn nghề về. Giận luôn, ngồi đây. Có mũi là phải làm thẳng mới được, lớn đi nha. Để tiếp theo một cái cảm giác tay thẳng. Đánh khối mặt nha. Đánh khối luôn. Đánh bi lai á, cho mặt nó thon á, muốn không? Muốn đánh bi lai không? Đánh bi lai đi. Không rồi. Đánh xài cái này luôn đi cho an toàn. Nói gì nè. Bên này nha. Bên nào mặt bự hơn? Cả hai bên. Hai bên mặt đều bự hả? Quá làm rồi. Bình thường có vẻ nó, cái màu này nó nhạt đó. Bình thường lên cái màu này nó cũng nhạt, nó đâu có đậm đâu. Rồi. Mình phải đánh đậm xíu nó thì nó mới che được, chứ không thôi lên trên mặt
Rồi chấm đi điểm vẹn nữa chấm đi. À đúng rồi. À à. Rồi, chấm thêm miếng nữa thì giọng. Thôi hết rồi. Chấm đúng chấm rồi. Thêm đi. Giờ muốn kẻ trong mắt hay ngoài mắt? Ngoài mắt đi. Trong mắt làm sao thấy được? Vậy mới là hay, hiểu không? Hay, không hay đâu. Kẻ mắt Hàn Quốc. Kẻ mắt Hàn Quốc là phải có lưới đen. Muốn kẻ bên trên hay là kẻ dưới? Kẻ dưới đi. Kẻ dưới hay trên? Trên chứ. Trên đi. Trai phải trên chứ dưới là kẻ trong mắt đó. Biết con mắt ở đâu không? Vậy cái đuôi. Biết này nè đúng không? Ừ. Ôi trời ơi. Chưa mà. Nhưng mà chọn vô mắt rồi. Nhắm mắt lại nhắm. Rồi nhắm rồi. Ui da. Cái bên từ từ. Chưa mà chưa đụng vô luôn á. Đừng có xạo. Ui da. Ôi mà chưa đụng vô. Đừng có xạo rồi đó. Nếu giật mình là chọc vô mắt thiệt dở tin không? Đừng đụng. Bao nhiêu này cao hơn nữa rồi nè đúng không? Kẻ dưới mắt không? Cầm được, được. Kẻ dưới mắt không? Không, khỏi được. Dai mà đâu cần dễ dưới mắt đâu. Thôi, dai mà đâu cần dễ dưới mắt. Rồi, vậy mình đánh xong nữa là xong nha. Đánh xong màu nước da, màu hồng, hồng da cho nó giống màu môi của bạn nam nha. Để yên bình thường thôi, để cho người ta đánh đó. Để yên bình thường cho người ta đánh coi ha. Tôi biết là đang làm gì luôn á. Làm gì? Đang miếm lại vậy. Ok. Lát thôi làm ta chọc vô miệng luôn giờ á. Để bình thường coi cho dễ làm coi. Đừng cười. Để yên. Lật bây giờ. Đừng có cười nữa. Nghĩ khi xong nè. Đừng có cười nữa. Nghĩ khi xong hả? Nhai không khi xong. Để yên coi. Để yên coi. Dễ trong răng không bây giờ. Rồi, giờ mình còn thiếu gì nữa không ta? Đẹp chưa ta? Đẹp rồi. Làm tóc đi. Ủa tóc? Không thấy được đâu làm. Nhưng mà không có keo quá gì làm tóc. Đúng rồi. Không có keo quá gì làm tóc ha. Vậy thôi cởi đi. Xong chưa ta? Xong rồi. Hoàn thành chưa? Vậy giờ mình mở ra nha. Vậy là mình sẽ được coi trước. Không dính luôn mi luôn à. Ôi. Coi coi chút đi mình. Nói chuyện ha. Ừ, chứ không nói chuyện. Ủa, hồi nãy mình nhớ là mình... Ta-da. Dạ, ai là như mình em hát thường gần lắm. Chứ đâu có xa vậy đâu. Nó nhìn như thì nở luôn á, thầy luôn á. Trời ơi, trời vậy chứ. Cảm nhận của Hoa như thế nào về cái sản phẩm bức tranh tuyệt vời này? Thì sau khi xem lại thì mới thấy là bên kia có thiếu mất gốc. Không, thiệt hồi nãy á lúc mình nhắm mắt á là bên kia nghĩ trong đầu là khi mà mình tháo mắt ra thì chắc là mặt cũng nó cũng nhạt lắm, nó không có đậm đâu, còn mình canh cũng kỹ tương đối là trùng khớp, nhưng mà không nghĩ là cái sự canh của mình đang là trái tương, nó lại lệch tương đối đến vậy. Là con mắt mà theo bên mới chốt xong mà chấm cái mặt được mấy điểm? Chấm mặt được mấy điểm hả? Cái mặt của cái người hay là cái mặt khách cấp? Mặt này nè. Mười điểm chứ. Còn các bạn thì sao? Nhớ comment nha. Đây là hóa trang thị nở để đi Halloween nha mọi người nha. Đúng không? Vậy phải chấm lên cái bụng. Có sẵn cái bụng rồi nè. Phải không chấm lên cái bụng rồi nữa. Có cái bụng rồi sẵn là ghê quá. Lần sau thì sẽ makeup cho bên kia chí vèo. Ok, nếu như mà bạn nào không là thử thách tiếp theo, Trung Huy sẽ che mắt và makeup ngược lại cho bên kia thì mình
luận bên dưới nha. Và hãy nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube Pinky Honey để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Pinky nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.